nghỉ massage trên tầng 2. Lát mẹ đến ngồi thử xem có thích không nhá. Thôi con mua cho bố mẹ con đi. Mẹ không cần đâu. Với lại mua làm gì tốn kém lắm. Chạy từ từ thôi con. An Nhiên. Chị. Bố đâu rồi? Cháu chào bác ạ. Mẹ ơi, đây là An Nhiên, bạn của con ạ. Em đang vội đưa bé Gôn đi khám răng. Hẹn gặp chị nói chuyện sau nhé. Ok. Bye bye. Thôi con. Cháu chào bác ạ. Wow. Ui, hay chưa? Cái gì đây? Anh thích được không? Anh gắn radar vào người em đấy, không biết à? Lâu lâu phải làm cái đuôi cho vợ con bất ngờ mẹ ạ. Em đang đưa mẹ đi mua ghế massage đấy. Vậy mình cùng đi đi. Mẹ chọn cái nào mắc hết cho con. Ê, cô. Ông biết gì chưa? Biết gì? Ông Vũ cũng về rồi. Thì biết rồi. Cái thằng này. Biết sao ông kêu? Kêu làm gì? Mà có hỏi đâu, mà có liên quan gì đâu. Sao không liên quan? Ông Vũ là bạn thân của nhóm tụi mình. Mà ví dụ như ông chả liên quan gì thì trên đời này cũng còn cái thứ gọi là buôn dư lê. Cái thằng này chả biết gì mùi đời. Bà làm như bà biết lắm. Rốt như con tốt mà. Thì ta thì tuê. Này. Như anh Vũ gặp chị Hà rồi thì phải. Hả? Nhưng mà cái Hà nó đang đi công tác mà. Thì đây, rốt ở cái chỗ đó đây. Chị Hà và anh Vũ ở chỗ công tác. Tôi mới điện thoại cho anh Vũ xong, nghe nói là hai người gặp nhau ở trên đó. Cái gì? Ghê vậy. Ông Vũ không tính làm gì cái hả? Ông tính đập chậu cướp hoa hả? Thế bà tính làm gì thôi? Trên vườn hồng á, có bầy mèo con dễ thương lắm. Sáng mai em rảnh á, thì ghé ra chơi. Em ngủ ngon. Itchy. Ở nhà em có nuôi thêm con gì không? Mẹ chồng tôi bị dị ứng lông chó và mèo, thì nhà tôi không nuôi được con gì cả. Anh biết em có gia đình rồi, không cần phải thông báo cho em. Vào đi. Việc anh có mặt ở đây và ở gần phòng của tôi là sự tình cờ à? Em đoán đi. Tôi vì gì phải đoán? Cái cả người chả liên quan đến cuộc sống của tôi cả. Bây giờ tôi chỉ muốn đoán xem chồng tôi đang làm gì vào ngày kỷ niệm cưới của vợ chồng tôi thôi. Em cũng nên thử đoán đi. Biết đâu sẽ có đáp án bất ngờ. Tôi không thích sự tình cờ này vì không muốn những mối quan hệ cũ chẳng đâu vào đâu ảnh hưởng đến cuộc sống đang yên bình của tôi. Mong anh để ý cho, để tránh khó xử cho cả hai. Em đây. Vợ dậy rồi à? Em dậy rồi. Sao rồi em? May quá hôm nay gặp được thầy rồi anh ạ. Thầy xem cho em, thầy bảo vợ chồng mình đợt này làm IVF là sẽ thuận lợi đấy. Vậy hả? Vậy là mừng rồi. Thế về công ty nhé.
Chú. Chú sao không ạ? Chú ngồi đây. Chú có đau chỗ nào không? Tôi cũng sao. Lần sau á, chú qua đường chú nhớ cẩn thận. Bây giờ bọn nhỏ chạy ẩu lắm. Dạ. Mắt chú. Mặt thở kém lắm. Gần như chẳng nhìn thấy gì cả. Vậy nhà chú ở đâu? Để con đưa chú về. Thôi, cảm ơn cậu. Tôi tự về được. Không sao mà, con cũng đang rảnh. Để con đưa chú về. Dạ. Nhà chú ở khu này à? Ừ. Căn nào vậy chú? Cái căn mà cô mới con mèo ấy. À, vậy mình tới nơi rồi chú. Chi ơi. Dạ. Chi. Cháu tưởng ông đang đi họp hội cựu chiến binh mà. Cháu chào chú ạ. Sao ông bẩn thế ạ? À, ông bị ngã nên chú đưa ông về. Ông có làm sao không ạ? Cháu đã bảo ông đợi cháu về cháu đưa ông đi mà. Dạ, đợi ông ngồi xuống đã. Ôi giời. Này, ông Mào này, phải lấy nước mời chú nghe. Dạ, vâng ạ. Thôi khỏi, cho chú ngắm mấy bạn mèo là được rồi. Dạ vâng ạ. Nhà con sao nhiều mèo thế? Ông có làm sao mà ra được một mèo gốc quấn lấy ý ạ? Cứ bảo là bị lạc, bị vứt bỏ hay ôm nhiều gì là ông con lại mang về chăm đấy ạ. Nhà chú á cũng có một bạn mèo nhỏ, nhưng mà ban quản lý chung cư lại không cho nuôi. Hay là chú nhờ chị trông giùm nha. Chú sẽ gửi cả lòng, cả thức ăn qua nữa. Dạ vâng ạ. Meow. Meow.